Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh hướng dẫn pha chế của Coffee Tree. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái món rất là quen thuộc với lại các bạn, đó chính là món sô-cô-la đá. Thì bây giờ các bạn hãy theo dõi mình và cùng thực hiện lên cái món sô-cô-la đá này nha. Đầu tiên là mình sẽ cho là 5g bột sô-cô-la. Tiếp theo là mình sẽ cho là 30ml nước sôi để mình đánh tan cái bột sô-cô-la này. Đối với cái bột sô-cô-la này thì các bạn nên là đánh cho nó tan hết luôn nha các bạn. Đừng có để cho nó bôi vón cục thành những cái viên lợn cợn nha. Thì ở đây là mình sẽ cho là 30ml sữa đặc. ml sữa tươi. Đây mình sẽ cho thêm là 20 lít cho nó tăng thêm độ béo. Rồi mình sẽ chế vào trong, cho hết vào trong cái bình sắt luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho thêm là 10ml sốt sô-cô-la. 10ml nha các bạn. Đây là tăng thêm cái vị của sô-cô-la lên. Okay, và bây giờ là mình sẽ tiếp tục khuấy và mình sẽ cho đá vào, mình sẽ sắc lên nha. Được rồi, và bây giờ là mình sẽ cho đá vào và mình sẽ sắc cái hỗn hợp này lên. Rồi, ok, sau khi mình sắc xong rồi thì mình sẽ cho ra ly. Rồi mình sẽ cho thêm một ít đá nữa nha. Và thế là mình đã hoàn thành xong một cái ly sô-cô-la đá. Thì chúc các bạn là có thể là thực hiện thành công cái món sô-cô-la đá này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Thì các bạn mà có nhận xét gì hoặc là có cái món gì ngon mà muốn mình làm á, thì cứ comment ở phía dưới. Và các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau.